Trong khi hàng ngàn hộ dân nông thôn đang thiếu nước sinh hoạt vì ảnh hưởng hạn hán và xâm nhập mặn, thì hiện nay lại có 92 công trình cấp nước không hoạt động và xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí nguồn lực đầu tư và bức xúc trong người dân. Câu chuyện ghi nhận tại tỉnh Cà Mau. Mặc dù có trạm cấp nước, nhưng gia đình bà Hoa và hàng trăm hộ dân ở khu tái định cư Hương Mai phải sử dụng nước giếng khoan. Lý do trạm cấp nước đã ngưng hoạt động từ hơn 5 năm qua. Thấy nó không chất lượng, thành ra nó mới hư hoài, thành ra xài rồi. Dân lệ thuộc quá rồi, nhiều khi đi biển vô tối thùi, không có miếng nước rồi làm sao. Rồi mở lên khi được, khi không, rồi thành ra ghiếc, người ta khoan cái nước xài hết. Theo người dân, nhiều công trình cấp nước ở nông thôn sau khi đầu tư thì giao về cho địa phương quản lý và sử dụng. Do không có chuyên môn quản lý và vận hành, bảo dưỡng nên hoạt động không hiệu quả. Đường ống không đảm bảo, ta xài lúc có lúc không. Cái thứ hai nữa thì là vấn đề tiền bạc thu á. Thu tiền đôi khi nó cũng lộn xộn lắm, đôi khi có người thì có tiền trả, không tiền trả. Vậy là cung cấp nước không đảm bảo, người ta không trả tiền cũng có. Hiện toàn tỉnh Cà Mau có 247 công trình nước sạch nông thôn, trong đó có 92 công trình hoạt động kém hiệu quả và không hoạt động. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết sẽ thanh lý các công trình đầu tư không hiệu quả này. Chúng tôi đang hoàn thiện cái phương án để sắp xử lý tài sản cấp nước. Đối với những cái công trình mà cấp nước mà không còn hoạt động, nếu mà thì chúng tôi sẽ là coi trên cái giá trị còn lại khấu hao như thế nào, thì chúng tôi sẽ có cái giải pháp là như thanh lý. Còn nếu mà còn hoạt động nhưng mà kém hiệu quả thì sẽ có cái đề xuất đầu tư nâng cấp. Việc đầu tư công trình cấp nước phục vụ cho người dân nông thôn là cần thiết. Tuy nhiên, việc đầu tư, quản lý và sử dụng phải đảm bảo đồng bộ để tránh trường hợp đầu tư xong rồi chờ ngày thanh lý vì không thể sử dụng được trong một thời gian dài.